Nếu bạn chưa biết phá Breadbox thì clip này sẽ dành cho bạn. Xin chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em công thức Breadbox mình vừa mới đọc được trên Reddit anh em ạ. Mình thì không hay dùng công thức này nhưng mà mình vẫn chia sẻ cho anh em nhé. Đây, anh em nào chưa biết Breadbox thì đây. Đó, mình nối cái đường cuối của đường Breadbox này với tâm của bi chủ và tâm của bi số 1 trên một đường thẳng. Mình đánh 6 phần 10 trên bi số 1 và một áp phê hướng 3 giờ nhé. Có nghĩa là áp phê lệch tâm bi một tí đấy. Đánh mũi từ dưới đâm lên nhé. Đó, thì đây là cái công thức mà phá Breadbox mà mình vừa mới đọc được ở trên Reddit của nước ngoài ấy. Mình thấy nó khá là hay, khá là hay. Cái cú này hơi hơi dở rồi, để mình phá lại nhé. Đó, thì cái công thức này thì mình mới tìm hiểu được trên Reddit nước ngoài tầm một tuần thôi. Mình thử tập tuần thôi, mình thấy nó cũng được nhưng mà nó không phù hợp với cái cách của mình anh em ạ. Cho nên là mình sẽ phá bằng cách khác, nhưng mình thấy cách này thì cơ thủ người ta hay xài. Tất nhiên tỷ lệ nó cũng không cao đâu nhé, tại vì cơ thủ người ta phá còn không ra được thì anh em mình chỉ được tới bước này thôi. Redbox là rất là khó anh em ạ, nó khó dọn bàn lắm, xếp cao mà. Nên là anh em cứ tập thử xem sao nhé. Chúc anh em thành công.